Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine pháo kích nổ tan tành tòa thị trưởng của phiến quân thân Nga. Denis Pushilin, chủ tịch của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cáo buộc Ukraine phải chịu trách nhiệm cho một vụ tấn công bằng hỏa tiễn phá tan tành văn phòng thị trưởng ở một thành phố quan trọng do phe ông ta kiểm soát. Đáp lại, các quan chức Ukraine cho biết hỏa tiễn của Nga đã tấn công một thành phố đối diện với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến 6 người bị thương. Tòa nhà thành phố ở Donetsk do phe ly khai kiểm soát đã bị hư hại nghiêm trọng do vụ tấn công bằng hỏa tiễn, hãng tin AP đưa tin. Những làn khói bốc nghi ngút quanh tòa nhà, nơi có những hàng cửa sổ bị thổi tung và trần nhà bị sập. Các xe hơi gần đó bị thiêu rụi. Không có báo cáo về thương vong. Kyiv không ngay lập tức tuyên bố trách nhiệm hoặc bình luận về vụ tấn công. Các nhà chức trách Ukraine cũng đã thông báo rằng ít nhất 6 người bị thương do các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu, nơi Nga đóng quân. Kirilo Timoshenko, phó văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng hai cư dân của Nikopol đã phải nhập viện sau các cuộc tấn công, cũng làm hư hỏng đường dây điện, đường ống dẫn khí đốt, các cơ sở kinh doanh dân sự và các tòa nhà dân cư. Văn phòng Tổng thống Ukraine và các nhà chức trách khu vực cũng báo cáo rằng hỏa tiễn của Nga đã phá hủy hai trường học, một công viên và nhà riêng ở khu vực phía nam Zaporizhia, nơi đã trải qua các đợt pháo kích liên tục của Nga kể từ khi Mạc Tư Hoa sáp nhập trái phép nó cùng với ba tỉnh khác của Ukraine vào tháng trước. Văn phòng Tổng thống cũng cho biết Mạc Tư Hoa tiếp tục pháo kích vào các khu định cư dân sự dọc theo chiến tuyến ở các khu vực phía đông Kharkiv và Luhansk, nơi Kyiv đang tiến hành một cuộc phản công. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga bắt đầu di tản khỏi vùng Kherson. Trong bản báo cáo sáng thứ Hai 17 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân xâm lược Nga đã bắt đầu việc di tản các cơ quan nhà nước từ khu vực Kherson đến lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng ở Crimea. Theo dữ liệu được cung cấp tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 10, quân Nga đang cố gắng giữ vững các phòng tuyến trong khu vực Kherson để tổ chức một cuộc di tản có trật tự, tập trung nỗ lực vào việc ngăn chặn các mũi tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine theo một số hướng nhất định. Quân xâm lược Nga chỉ có các hoạt động tấn công ở Bakhmut và Avdiivka, vi phạm các quy luật của luật nhân đạo quốc tế, luật lệ và phong tục chiến tranh. Kẻ thù tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư dân sự. Trong ngày Chủ nhật 16 tháng 10, quân chiếm đóng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và 10 cuộc không kích, 8 cuộc tấn công bằng hệ thống hỏa tiễn hàng loạt. Iran gửi hỏa tiễn đến Nga khi quân đội của Putin tiếp tục mất vũ khí với tỷ lệ quá nhanh. Các hỏa tiễn Iran được tường trình sẽ được gửi đến quân đội Nga sau khi có thông tin tiết lộ rằng quân đội của Putin đang mất vũ khí với tốc độ không sản xuất kịp. Theo Washington Post, một thỏa thuận giữa hai chế độ đã được ký vào tháng trước, trong đó Iran sẽ cung cấp các khí tài chiến tranh cho Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Các công ty sản xuất của Iran được cho là đang chuẩn bị một lô hàng hỏa tiễn Fateh 110 và Zofaga. Loại vũ khí đất đối đất này có thể tấn công mục tiêu cách xa 700 km. Tuần trước, Giám đốc Tình báo Mỹ Morgan Muir nói rằng các lực lượng Nga đã mất hơn 6.000 thiết bị và đang sử dụng bom đạn với tốc độ không sản xuất kịp. Ông Muir nói thêm rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang buộc Nga phải nhập khẩu thiết bị điện tử từ các quốc gia như Triều Tiên và Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran hôm thứ Bảy cho biết họ sẽ không vũ trang cho Ukraine hoặc Nga, nhưng các nhân vật cấp cao của Iran bị cáo buộc đã đạt được thỏa thuận với lực lượng của Putin trong một cuộc họp vào tháng trước. Vào tháng 6,
những chiếc Lada mới đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất mà không có dây an toàn, hoặc những bao không khí khi gặp tai nạn, là những bộ phận an toàn thường được mua từ phương Tây. Nga tăng cường sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze ở Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết, Nga đã và đang triển khai một loại vũ khí ngày càng quen thuộc trong các cuộc tấn công của mình, máy bay không người lái Kamikaze. Gần đây nhất, thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine đã bị tấn công bởi 4 máy bay không người lái Kamikaze vào đêm hôm thứ Bảy. Các nhà chức trách cho biết, Mạc Tư Khoa cũng đã sử dụng chúng trong các cuộc tấn công nhằm vào Kyiv, Vinnytsia, Odessa và các thành phố khác trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây. Máy bay không người lái Kamikaze hay máy bay không người lái tự sát là một loại hệ thống vũ khí trên không. Chúng được gọi là bom đạn lảng vảng vì chúng có khả năng chờ đợi trong khu vực được xác định là mục tiêu tiềm năng và chỉ tấn công sau khi xác định được mục tiêu của đối phương. Máy bay không người lái có khả năng mang hỏa tiễn dẫn đường chính xác và có trọng tải khoảng 50 kg. Chúng nhỏ, cơ động và có thể dễ dàng phóng đi. Nhưng ưu điểm chính của chúng là khó bị phát hiện và có thể bay một quãng cách xa. Chín ngàn quân Nga đóng quân ở Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết khoảng đến 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại Belarus như một phần của nhóm khu vực nhằm bảo vệ biên giới Belarus. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết quân đội của ông sẽ được triển khai với lực lượng Nga gần biên giới Ukraine như một phần của nhóm khu vực, với lý do là có các mối đe dọa từ Ukraine và phương Tây. Các chuyến tàu chở quân đầu tiên với các quân nhân Nga thuộc nhóm khu vực đã bắt đầu đến Belarus. Valery Revenko, người đứng đầu Bộ phận Hợp tác Quân sự Quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết vào hôm Chủ nhật, việc triển khai sẽ mất vài ngày. Tổng số sẽ ít hơn 9.000 người một chút. Đại sứ Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng răn đe từ các cường quốc hạt nhân phương Tây. Một nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc răn đe hạt nhân hôm Chủ nhật, đáp lại bình luận từ Tổng thống Pháp rằng ông sẽ không cam kết thực hiện một cuộc tấn công trả đũa nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Đại sứ Okasa Makarova nói, đối với phản ứng toàn cầu, nó phải rất khắc nghiệt. Đây là một lằn ranh đỏ rõ ràng. Đây là những gì mà toàn bộ cơ sở hạ tầng an ninh của Âu Châu và toàn cầu được xây dựng. Tôi chỉ hy vọng mọi người hiểu điều đó. Makarova nói thêm, bà nói, chúng tôi ở Ukraine sẽ chống lại và chúng tôi sẽ không khuất phục bất kể những gì Liên bang Nga sử dụng để chống lại chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh được điều đó, từ hỏa tiễn đến những hành động tàn bạo, cho đến bất cứ điều gì mà họ cố gắng làm ở Ukraine. Tất cả những điều đó không thể phá vỡ ý chí của chúng tôi. Vì vậy, không có lý do gì để Liên bang Nga sử dụng bất cứ điều gì khác, bởi vì nó sẽ không ngăn cản nổi chúng tôi trong việc bảo vệ ngôi nhà của mình. Makarova cũng nhắc lại lời kêu gọi của Ukraine đối với các hệ thống phòng không từ Mỹ để chống lại các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Bà cho biết đất nước đang trông chờ vào các đợt tiếp viện từ Mỹ. Quay lại Buka, các gia đình ở thị trấn Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh. Buka xây dựng lại cuộc sống tan vỡ 7 tháng sau cuộc xâm lược tàn bạo của Nga. Các gia đình ở thị trấn bị tàn phá bởi chiến tranh Buka của Ukraine đang xây dựng lại cuộc sống tan vỡ của họ 7 tháng sau những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Hiện trường của một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất của cuộc xâm lược Nga vẫn còn mang những vết sẹo. Nhưng những người trốn khỏi lực lượng của Vladimir Putin đang trở lại và công việc đang bắt đầu trên những ngôi nhà đã trở thành đống đổ nát trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Những cư dân dũng cảm, một số người không chịu rời đi, nói với tờ The Sun hôm qua rằng họ sẽ xây lại nhà cửa của họ bằng gạch. Họ nói chuyện với nhau trên phố Vozhana, nơi vẫn còn có thể nhìn thấy những quả hỏa tiễn không nổ
và xe tăng Nga bị phá hủy sau khi vùng ngoại ô Kyiv được giải phóng bởi quân đội Ukraine vào tháng 4. Ngày hôm qua, đường phố đã đông đúc với giao thông và người dân địa phương chờ xe buýt. Hơn 400 người đã bị tra tấn và giết chết tại thị trấn trong thời gian Nga chiếm đóng vào tháng 3. Osmano Rostem, 56 tuổi, cho biết họ đã phá hủy mọi thứ nhưng chúng tôi đang tái thiết Bucha. Quân đội Nga giết nhạc sĩ Ukraine vì từ chối vai trò trong buổi hòa nhạc Kherson. Theo Bộ Văn hóa ở Kyiv, lính Nga đã bắn chết một nhạc sĩ Ukraine tại nhà của anh ta sau khi anh ta từ chối tham gia một buổi hòa nhạc ở Kherson bị chiếm đóng. Nhạc trưởng Yuri Kepatenko đã từ chối tham gia một buổi hòa nhạc do quân xâm lược Nga dự định tổ chức để chứng minh cái gọi là cải thiện cuộc sống hòa bình ở Kherson. Bộ Văn hóa Ukraine cho biết như trên. Buổi hòa nhạc vào ngày 1 tháng 10 dự định có sự góp mặt của dàn nhạc thính phòng Gilea, trong đó Kepatenko là nhạc trưởng chính. Nhưng ông dứt khoát từ chối hợp tác với những người trong đoàn, tuyên bố cho biết. Kepatenko, người cũng là nhạc trưởng chính của nhà hát ca nhạc và kịch nghệ Mykola Kulish của Kherson, đã đăng những thông điệp thách thức trên trang Facebook của mình cho đến tháng 5. Văn phòng công tố khu vực Kherson ở Ukraine đã mở một cuộc điều tra chính thức trên cơ sở vi phạm luật pháp và phong tục chiến tranh, kết hợp với cố ý giết người. Các thành viên gia đình bên ngoài Kherson đã mất liên lạc với người chỉ huy dàn nhạc vào tháng 9. Các nghệ sĩ Ukraine và quốc tế đã nhanh chóng lên án. Lịch sử Nga áp đặt chính sách tuân thủ hoặc chết đối với các nghệ sĩ không có gì mới. Nó có một lịch sử kéo dài hàng trăm năm. Nhạc trưởng người Phần Lan, Ukraine Dalia Stasovka, người đã lên kế hoạch tổ chức đêm cuối cùng của buổi dạ hội tại hội trường Albert của London vào tháng trước, nhưng bị hủy bỏ vì cái chết của nữ hoàng. Tôi đã thấy quá nhiều sự im lặng từ các đồng nghiệp Nga, cô nói. Liệu đây có phải là thời điểm để các nhạc sĩ Nga, đặc biệt là những người sống và làm việc ở nước ngoài, cuối cùng đứng lên và có lập trường chống lại các hành động của chế độ Nga ở Ukraine hay không? Hai tuần trước, Stasovka đã lái một chiếc xe tải chở đồ nhân đạo đến Lviv từ nhà của cô ở Phần Lan, trước khi chỉ huy dàn nhạc Insto Lviv trong một buổi hòa nhạc đương đại của Ukraine. Chúng tôi biết chế độ Nga đang săn lùng các nhà hoạt động, nhà báo, nghệ sĩ, lãnh đạo cộng đồng và bất kỳ ai sẵn sàng chống lại sự chiếm đóng. Tiểu thuyết gia người Ukraine nổi tiếng đã chuyển sang điều tra tội phạm chiến tranh Victoria Emelina cho biết. Zelensky nói, dù 100.000 người Nga chết đi nữa, vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của Điện Cẩm Linh về chiến tranh. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Zelensky says 100,000 dead Russians won't change Kremlin's mind about war. Nghĩa là Zelensky nói, dù 100.000 người Nga chết đi nữa, vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của Điện Cẩm Linh về chiến tranh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sử dụng một phần bài phát biểu trên truyền hình tối thứ Bảy của mình để nói rằng những cột mốc quan trọng về cái chết của người Nga trong cuộc chiến đang diễn ra sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của Điện Cẩm Linh về việc tiếp tục chiến đấu. Ông Zelensky cho biết, tính đến nay, Nga phải gánh chịu gần 65.000 người chết khi cuộc chiến bước vào ngày thứ 235. Tổng thống Ukraine cho biết sẽ không thành vấn đề nếu số người Nga thiệt mạng lên tới 100.000 người, Nga sẽ tiếp tục cuộc xâm lược. Zelensky nói, rất nhiều công dân Nga đã hy sinh mạng sống của mình chỉ để cho một số ít người trong Điện Cẩm Linh phớt lờ thực tế. Và tiếp tục, theo cách chôn vùi mọi sự của người Nga, chúng ta có thể nói rằng, cho dù cả 100.000 người công dân Nga phải chết đi chăng nữa, cũng không khiến Điện Cẩm Linh phải mũi lòng suy nghĩ lại về điều đó. Nga đã tập trung quân dọc theo biên giới phía Bắc và phía Tây của Ukraine vào cuối tháng Giêng, trong khi nước này cũng tiến hành tập trận với nước láng giềng Belarus. Nga đã tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay và đã có thương vong nặng nề cho cả hai bên. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng này bao gồm dân thường Ukraine, chiến binh nước ngoài, quân đội Ukraine và khoảng 64.500 người Nga. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết 11 binh sĩ đã thiệt mạng và 15 người khác
bị thương tại một trường bắn ở Belgorod, không xa biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là một hành động khủng bố và hai kẻ khủng bố đã bị giết bằng hỏa lực trả đũa. Điều này xảy ra 2 tuần sau một vụ nổ trên cầu eo biển Kerch nối Crimea với lục địa Nga. Nga cũng gọi đó là hành động khủng bố của Ukraine. Zelensky cho biết có nhiều khả năng thương vong của Nga sẽ tiếp tục tăng ở mức hiện nay và nhiệm vụ của Ukraine là tiếp tục chiến đấu vì đất nước của họ khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Chỉ có những chiến thắng thực sự cho Ukraine, chỉ có thế giới tự do mới thực sự bảo vệ chính mình khỏi khủng bố và tống tiền của Nga, bảo vệ bằng các biện pháp trừng phạt, bảo vệ với sự giúp đỡ đối với Ukraine. Chỉ có việc loại bỏ hoàn toàn quân xâm lược Nga khỏi đất Ukraine và loại bỏ khả năng hung hãn của Nga, Zelensky nói. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã không chiếm được Kyiv, Lviv và Odessa, nhưng họ đã chiếm đóng nhiều vùng ở phía đông Ukraine. Nga đã chiếm phần lớn khu vực Donbass, bao gồm Luhansk, Severodonetsk, Donetsk và Mariupol. Họ đã chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014. 2 tuần trước, Nga sắp nhập 4 khu vực của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Tuyên bố công dân của những khu vực đó đã bỏ phiếu áp đảo cho điều đó. Hôm thứ Bảy, Zelensky cho biết tình hình ở Donetsk và Luhansk là khó khăn. Tình hình rất khó khăn vẫn tồn tại ở vùng Donetsk và vùng Luhansk. Khó nhất là hướng Bakhmut. Zelensky nói, như những ngày trước, chúng tôi đang giữ vị trí của mình. Nhìn chung, ở phía đông và phía nam, chúng tôi đang làm mọi cách để khiến quân xâm lược Nga cảm thấy rằng họ không có triển vọng. Cho dù họ có cử ai đến chiến đấu chống lại chúng tôi đi chăng nữa, thì họ chỉ nhận lấy thất bại, Zelensky nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.